Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận tụy của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của bốn niệm trụ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của pháp môn giải thoát không mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của bậc cực hỷ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của bậc cực hỷ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của bậc cực hỷ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của bậc cực hỷ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của bậc cực hỷ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của bậc cực hỷ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của bậc cực hỷ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của năm loại mắt mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của sáu phép thần thông mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của năm loại mắt mà học
là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của sáu phép thần thông mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của năm loại mắt mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của sáu phép thần thông mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của năm loại mắt mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của sáu phép thần thông mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của năm loại mắt mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của sáu phép thần thông mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của năm loại mắt mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của sáu phép thần thông mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của năm loại mắt mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của sáu phép thần thông mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của mười lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của mười lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của mười lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của mười lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của mười lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của mười lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của mười lực Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của pháp không quên mất mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của tánh luôn luôn xả mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của trí nhất thiết mà học là học trí nhất thiết trí chăng?
Vì tự tánh niết bàn của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của tất cả pháp môn Đà La Ni mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của tất cả pháp môn Tam Ma Địa mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của quả dự lưu mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của quả dự lưu mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của quả dự lưu mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của quả dự lưu mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của quả dự lưu mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của quả dự lưu mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của quả dự lưu mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của quả Nhất Lai Bất Hoàn A La Hán mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của quả vị độc giác mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của quả vị độc giác mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của quả vị độc giác mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của quả vị độc giác mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của quả vị độc giác mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của quả vị độc giác mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của quả vị độc giác mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của tất cả hạnh Đại Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của tất cả hạnh Đại Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của tất cả hạnh Đại Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của tất cả hạnh Đại Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của tất cả hạnh Đại Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của tất cả hạnh Đại Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học
là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh Niết Bàn của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của hữu tình mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của hữu tình mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của hữu tình mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của hữu tình mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của hữu tình mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của hữu tình mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh Niết Bàn của hữu tình mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh Niết Bàn của Bồ Tát mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của Như Lai mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của Như Lai mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của Như Lai mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của Như Lai mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của Như Lai mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của Như Lai mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh Niết Bàn của Như Lai mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi là nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của thọ tưởng hành thức mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của thọ tưởng hành thức mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của thọ tưởng hành thức mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của thọ tưởng hành thức mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của thọ tưởng hành thức mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của thọ tưởng hành thức mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh Niết Bàn của sắc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết Bàn của thọ tưởng hành thức mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của sắc có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của thọ tưởng hành thức có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, như lời ông đã hỏi là nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của nhãn xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của nhãn xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của nhãn xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của nhãn xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của nhãn xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của nhãn xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng?
Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh Niết Bàn của nhãn xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết Bàn của nhĩ tĩ thiện thân ý xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của nhãn xứ có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của nhĩ tĩ thể thân ý xứ có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, như lời ông đã hỏi là nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của sắc xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của sắc xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của sắc xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của sắc xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của sắc xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của sắc xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh Niết Bàn của sắc xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết Bàn của thanh hương vị xúc pháp xứ mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của sắc xứ có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của thanh hương vị xúc pháp xứ có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, như lời ông đã hỏi là nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của nhãn giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của nhĩ tĩ thể thân ý giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của nhãn giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của nhĩ tĩ thể thân ý giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của nhãn giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của nhĩ tĩ thể thân ý giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của nhãn giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của nhĩ tĩ thể thân ý giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của nhãn giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của nhãn giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh Niết Bàn của nhãn giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh Niết Bàn của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của nhãn giới có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn không, bạch thiện thệ không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi là nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát
Vì sự diệt của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát, vì sự vô sanh của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát, vì sự vô diệt của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát, vì bản lai tịch tịnh của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát, vì tự tánh niết bàn của sắc giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của thanh hương vị xúc pháp giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện theo ý ông thì sao, chân như của sắc giới có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện theo ý ông thì sao, chân như của thanh hương vị xúc pháp giới có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, như ông đã hỏi là nếu đại Bồ Tát về sự tận của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì sự tận của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát về sự ly của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì sự ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát về sự diệt của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì sự diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát về sự vô sanh của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát về sự vô diệt của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát về bản lai tịch tịnh của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của nhãn thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện theo ý ông thì sao, chân như của nhãn thức giới có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện theo ý ông thì sao, chân như của nhĩ tĩ thể thân ý thức giới có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Phật dạy: Này thiện hiện, như ông đã hỏi là nếu đại Bồ Tát vì sự tận của nhãn xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát vì sự ly của nhãn xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát vì sự diệt của nhãn xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát vì sự vô sanh của nhãn xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát vì sự vô diệt của nhãn xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của nhãn xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của nhãn xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện theo ý ông thì sao, chân như của nhãn xúc có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, theo ý ông thì sao, chân như của nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy:
Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết, chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi là nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của địa giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của thủy hỏa phong không thức giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của địa giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của thủy hỏa phong không thức giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của địa giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của thủy hỏa phong không thức giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của địa giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của thủy hỏa phong không thức giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của địa giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của thủy hỏa phong không thức giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của địa giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của thủy hỏa phong không thức giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của địa giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của thủy hỏa phong không thức giới mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của địa giới có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của thủy hỏa phong không thức giới có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết, chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của vô minh mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của vô minh mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử mà học, là học trí nhất thiết trí chăng?
Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ hữu, sanh lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ hữu, sanh lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ hữu, sanh lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ hữu, sanh lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của vô minh mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ hữu, sanh lão tử mà học là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của vô minh có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, theo ý ông thì sao? Chân như của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ hữu, sanh lão tử có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp: Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy: Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế là học trí nhất thiết trí. Hết quyển thứ 339.